Trung Đông rung chuyển, hàng loạt vụ nổ biển lửa Iran tràn, pháo kích rền vang. Mới đây, Hezbollah bắn 35 tên lửa vào miền Bắc Israel khi lễ quá hải bắt đầu. Trước nguy cơ xung đột leo thang, tờ New York Times tiết lộ bị đã gây áp lực buộc Israel không phản công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, tại giải Gaza, quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến tranh. Tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự Ga-Ukraine khi F-Independent đưa tin gần 25.000 quân Nga dồn lực tấn công, Ukraine đứng trước nguy cơ mất thêm một thành trì. Ở một mặt trận khác, Nga đánh sập thấp truyền hình cao 240 m ở Ukraine, ông Zelensky lên tiếng. Đáng lưu ý, giới chuyên gia quân sự dự đoán rằng quân đội Mỹ và NATO sẽ chiến đấu ở Ukraine trong vòng một năm tới. Một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Triều Tiên lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận kích hoạt hạt nhân. Trung Quốc phẫn độ khi Mỹ khoe cờ bắt pháo hạm. Ông Trương bị cáo buộc gian lận bầu cử vào năm 2016. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị khán giả trong chương trình Toàn cảnh điểm nóng thế giới ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh điểm nóng thế giới cùng tổng hợp và điểm lại những diễn biến căng thẳng trên toàn cầu trong ngày qua. Thưa quý vị, tại Trung Đông, Anadolu đưa tin khoảng 35 tên lửa đã được bắn từ Liban vào cộng đồng dân cư phía Bắc Enzatim, gần thành phố Safed của Israel vào tối ngày 22 tháng 4, khi người Israel đang chuẩn bị chào đón lễ quá hải. Cuộc tấn công đã khiến còi báo động ở thành phố Safed và các thành phố lân cận khác vang lên. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết không xảy ra thương vong nào trong cuộc tấn công. Các máy bay, bay chiến đấu của Israel cũng đã tấn công một căn cứ của Hezbollah ở miền nam Liban, sau khi tấn công thêm hai tòa nhà để tập trung các đặc vụ Hezbollah. Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng tá tên lửa Kasyusa vào một trụ sở quân đội ở miền bắc Israel để đáp trả các cuộc đột kích nhằm vào các ngôi làng ở miền nam Liban. Tuyên bố của Hezbollah cho biết họ đã bắn phá trụ sở của lữ đoàn bộ binh số 3 thuộc sư đoàn 91 tại căn cứ al bằng hàng chục tên lửa Katyusha. Cuộc tấn công này là để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các ngôi làng phía nam, gần đây nhất là ở Srifa, Odessa và Ratatin. Thưa quý vị, New York Times mới đây đã tiết lộ các nhà lãnh đạo Israel đã lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn nhằm vào Iran sau khi Tehran phóng loạt máy bay không người lái và tên lửa vào Israel, nhưng đã bị Mỹ và đồng minh gây áp lực phải giảm bớt quy mô phản công. Theo các quan chức Mỹ và các nguồn tin ẩn danh của Israel, Israel đã nhắm mục tiêu vào Iran bằng cách triển khai một số ít máy bay không người lái và tên lửa phóng từ trên không vào hôm 19 tháng 4. Dù các quan chức phương Tây tin rằng tên lửa của Israel đã bắn trúng căn cứ không quân Iran, Tehran chỉ thừa nhận bị máy bay không ghi lái nhỏ tấn công. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian mô tả chiếc máy bay này là đồ chơi trẻ em dễ dàng bị bắn hạ. Các quan chức Israel giấu tên nói rằng, nước này ban đầu dự định triển khai làn sóng tấn công rộng lớn hơn nhiều, nhắm vào các địa điểm quân sự trên khắp đất nước của Iran, bao gồm cả gần Tehran. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và Đức đã gây áp lực ngoại giao lên thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và buộc ông phải đưa ra phản ứng hạn chế hơn. New York Times cho biết, phản ứng này tránh được thiệt hại đáng kể, làm giảm khả năng leo thang Trong một tin tức liên quan, thưa quý vị, theo Business Insider, quân đội Israel đã tập kích mục tiêu tại Isfahan bằng tên lửa siêu thanh tầm xa Mars. Dẫu không gây thiệt hại lớn, giới chuyên gia quân sự cho rằng đây là một bước đi tính toán từ phía Israel, chứng minh họ sở hữu loại vũ khí xuyên thủng hệ thống phòng không Iran. Chứa chức Iran khẳng định, các vụ nổ ở căn cứ quân sự gần thành phố Isfahan hôm 19 tháng 4 là do phương tiện bay không người lái gây ra. Tehran cho biết họ đã bắn hạ phương tiện và không chịu thiệt hại trên mặt đất. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh công bố sau đó cho thấy đài radar của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tại căn cứ không quân Ifahan If đã bị hư hại trong vụ tấn công. Đến nay, chính phủ Israel vẫn giữ sự im lặng mang tính chiến lược về sự việc. Tuy nhiên, truyền thông nước này ngày 21 tháng 4 dẫn các nguồn dấu tên cho hay, lực lượng IDF đã khai hỏa một tên lửa để tập kích đài radar Iran. Đài truyền hình quốc gia Khan của Israel đưa tin, loại vũ khí được dùng là tên lửa Mars hay còn được gọi là Rampage, được mệnh danh là tên lửa không thể phát hiện. Mars có thể mang theo đầu đạn 150 kg với tầm bắn lên tới 300 km và tốc độ bay đạt hơn 2.000 km h theo hai quan chức phương Tây, tên lửa được phóng từ tiêm kích bay ngoài không phận Israel và Iran, do tên lửa Mars sở hữu công nghệ đé radar phòng không đối phương. Quân đội Iran có thể đã không phát hiện được nó. Hai quan chức Iran xác nhận lưới phòng không nước này không phát hiện bất cứ vật thể nào xâm nhập vào không phận. Đây có thể là lý do ba truyền thông nhà nước Iran tin không có vụ tập kích tên lửa nào xảy ra. Một số quan chức phương Tây và Iran cho rằng việc sử dụng tên lửa không thể phát hiện trong vụ tập kích ngày 19 tháng 4 là một bước đi tính toán từ phía Israel để đưa ra thông điệp rằng họ sở hữu những vũ khí đủ sức xuyên thủng hệ thống phòng không Iran. Tiếp tục cập nhật tình hình ở giải Gaza, theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ huy quân đội Israel đã phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến tranh ở Gaza, bất chấp sự lên án gay gắt từ cộng đồng quốc tế. Trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Herzi Haveli đã phê duyệt kế hoạch tiếp tục các hoạt động ở mặt trận phía nam Gaza. Ông nói thêm rằng, Israel đang chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo của cuộc chiến ở Gaza, bất chấp những lời kêu gọi quốc tế về ngừng bắn. Ông nói, Chúng tôi đã hoàn thành chiến dịch khác ở trung tâm giải Gaza trong tuần này để phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas. Ông nói, Israel luôn có các lực lượng hoạt động bên trong Gaza, cùng với các lực lượng bổ sung chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong cuộc chiến. Ông tiếp tục, Bộ Chỉ huy Mặt trận sẽ không thay đổi chỉ thị. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật gây lập tức với trách nhiệm và sự minh bạch tuyên bố của người phát ngôn quân đội israel được đưa ra sau khi thủ tướng benjamin netanyahu cảnh báo sẽ tăng cường áp lực chính trị và quân sự đối với hamas để đạt được thỏa thuận trao đổi con tin điều này xảy ra trong bối cảnh israel đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thành phố rafah phía nam giải gaza bất chấp cảnh báo của quốc tế và liên hợp quốc trong khi đó, Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Fatah Sabri Sadam tuyên bố Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Gaza. Đồng thời, ông cũng cảnh báo nguy cơ chiến sự ở Gaza kéo dài sẽ khiến xung đột Iran lan rộng khắp khu vực. Bên cạnh đó, quan chức Fatah cũng chỉ trích việc bị phủ quyết tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên Hợp Quốc. Lưu ý rằng, Washington luôn nói về giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, nhưng hành động không khác gì so với Israel. Ông đói, chiếc mặt nạ đã được cởi bỏ. Mỹ thường thốt ra những lời trái với lòng mình ngay từ khi trong gọi cuộc chiến này. Họ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả. Với những người đã hy sinh trong các trận chiến, Mỹ đang đối đầu với toàn thế giới kể từ sau khi quyết định thực hiện quyền phủ quyết tại Liên Hợp Quốc. Một khi trận chiến này tiếp diễn, xung đột sẽ mở ra mọi cánh cổng địa ngục. Cuộc xung đột này không có ranh giới, sẽ khơi dậy sự thèm muốn tham gia từ nhiều phía. Theo cá nhân tôi, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, hậu quả của nó sẽ cây càng nghiêm trọng ông Saddam nhận định. Theo diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Hamas đã chuyển mục tiêu trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Reuters ngày 23 tháng 4 trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết, tôi nghĩ bạn đã nghe giám đốc CIA đưa ra những nhận xét. Trước và tuần qua, Israel đã tìm cách đáp ứng các yêu cầu nhưng Hamas thay đổi các điều khoản. Với diễn biến này, có vẻ như Hamas quan tâm nhiều hơn đến một cuộc chiến khu vực với quy mô toàn diện. Có thể trong vài tuần qua, họ đã theo dõi các sự kiện nên mới không đồng ý với những đề xuất được đưa ra để bàn thảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận vì chúng tôi tin rằng đó là lợi ích của Israel và là lợi ích của Hoa Kỳ. Vấn đề là ngay bây giờ, Hamas phát tín hiệu họ không muốn có một thỏa thuận. Bác khác, ông Miller cũng cho biết, Hoa Kỳ đã nhận được báo cáo của cựu ngoại trưởng Pháp về cơ quan cứu trợ UNRWA, Hiện Mỹ đang xem xét báo cáo này. Được biết, từ khi Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đã có 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt giữ làm con tin. Tel Aviv đã trả đũa bằng hàng loạt cuộc tấn công, cả trên bộ lẫn trên không. Theo cơ quan y tế Gaza, cho đến nay, giao tranh đã khiến gần 34.000 người Palestine thiệt mạng. Về phía Hoa Kỳ, Reuters cho biết, chỉ chức Mỹ đang xem xét các cáo buộc cụ thể bộ trưởng bộ ngoại giao Anthony Blinken phủ nhận việc Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn kép khi nói đến Israel và nhân quyền. Reuters trích lời ngoại trưởng Blinken khẳng định: với câu hỏi chúng tôi có tiêu chuẩn kép không? câu trả lời là không. Trước đó, trang tin Axios vào ngày 20 tháng 4 đã đưa tin Washington đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn Nazar Yehuda của Israel. Đáp lại, thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ dốc sức đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ đơn vị quân đội nào của Israel. Thưa quý vị, Times of Israel đưa tin, trong cuộc họp đội các chiến tranh hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ trích vài thành viên giấu tên trong nhóm đàm phán, cáo buộc họ đã tiết lộ thông tin sai lệch gây tổn hại cho nỗ lực giải cứu con tin. Thái Lan muốn làm trung gian hòa bình cho Myanmar. Theo kênh 12 và đài truyền hình can của Israel, Thủ tướng Netanyahu đã nói tại cuộc họp: "Những thông tin sai lệch từ nhóm đàm phán đã gây ra tổn hại cho những nỗ lực đưa con tin trở lại, chúng gieo rắc đổi tuyệt vọng cho gia đình các con tin, khiến Hamas phải củng cố lập trường của mình. Nếu ai đó trong nhóm đàm phán không sẵn sàng chấp nhận các quyết định của cấp chính trị và muốn tạo ra những tiêu đề xa sự thật ẩn danh vì mục đích chính trị, họ nên không đáng có mặt tại đây." Thủ tướng Netanyahu nói thêm: nhóm đàm phán Israel đã thực hiện nhiều chuyến đi tới Paris, Cairo và Doha nhằm đi đến một thảo luận ngừng bắn và thả tự do cho 133 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Giám đốc cơ quan tin báo Mossad của Israel, David Bani, Giám đốc cơ quan tin báo đuổi địa Shin Bet Ronen và thiếu tướng Dizan Alon dẫn đầu nhóm đàm phán. Những bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi chương trình điều tra USDA, sự thật của kênh 12 hôm 18 tháng 4 phát sóng cuộc phỏng vấn với hai thành viên giấu tên của nhóm đàm phán. Những người tuyên bố thủ tướng dường như thờ ơ với số phận của các con tin và đã làm suy yếu nỗ lực đảm bảo việc thả họ thông qua một cuộc điều tra đối phó với Hamas. Một trong hai nhà đàm phán cho biết, tôi không thể nói rằng nếu không có ông Netanyahu thì sẽ có một thỏa thuận. Nhưng tôi có thể nói rằng nếu không ông ấy thì cơ hội đạt được một thỏa thuận sẽ tốt hơn. Theo báo cáo của ông Can ông Netanyahu trước đây cũng đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Joas Galan làm rò rỉ tài liệu từ các cuộc họp. Mọi thứ đều bị rò rỉ. Ông Netanyahu nói ở cuối cuộc họp đội các gần đây, tôi biết đó không phải là người đứng đầu Mossad hay người đứng đầu Shinbet, vậy còn có thể là ai nữa. Chuyển sang điểm đóng xung đột ở Đông Âu, thưa quý vị, phát ngôn viên nhóm chiến đấu Kotisia thuộc lực lượng Ukraine Daza Volosin hôm 22 tháng 4 cho biết khoảng 20.000 đến 25.000 lính gà đang cố càng quét Chasivya và các khu dân cư ở ngoại ô thành phố. Theo Kiev Independent, Chasivya thuộc vùng Donetsk đang cách Bắc Bút 10 km về phía Tây và cách Avdiivka về phía Bắc 50 km. Afdivka đã bị gạt kiểm soát hai lần, hồi tháng 5 năm 2023 và tháng 2 năm nay. Theo Ukraine, quân đội Nga đang tập trung các nỗ lực gần Yar, chiêu một bước đệm quan trọng để tiến xa hơn về phía Kostiantynivka, Kramatorsk và Slavyan. Ông Volosin nói quân đội Ukraine đang chiến đấu với lính dù, cùng trung đoàn dù cận vệ 217 thuộc sư đoàn lính dù 98 của Nga ở gần khu vực Yar. Quân đội Nga đang liên tục tấn công dư vũ bão vào các vị trí của Ukraine, nhưng đã bị đẩy lùi. Chasivya hiện nằm trong tay chúng tôi. Tình hình đang khó khăn, nhưng lực lượng phòng thủ Ukraine đã hoàn toàn kiểm soát khu vực. Không còn lính Nga nào trong thành phố này", ông Volosin nhấn mạnh. Ông Volodymyr Cheniak, bộ sĩ quan thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine trước đó cập nhật, lực lượng Nga đã đạt được bước tiến quanh làng Bodanitka, cách Chasivya, 3 km về phía đông bắc. Các lực lượng ủy nhiệm của Moscow hồi đầu tháng tuyên bố quân đội đã tiến vào ngoại ô Chasivya, nhưng sau đó Ukraine bác bỏ tin này. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Ga sẽ ra sức giành được thành phố Chasivya trước kỳ chiến thắng 9 tháng 5. Tổng thống Pháp gần đây đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Thế vận hội 2024. Tổng thống Ukraine tuyên bố điều này là khó có thể xảy ra trong chiến sự với Nga do Moscow sẽ không thực hiện đúng theo cam kết. Tôi không tin rằng điều này có thể thực hiện được với Nga, không chỉ lệnh ngừng bắn này mà bất kỳ hình thức đình chiến nào với Nga cũng vậy. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn vào hôm 22 tháng 4 khi được hỏi đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về lệnh ngừng bắn dân dịp Olympic 2024, ông nói tiếp, Tổng thống Macron cũng biết rõ điều này, chính ông ấy đã tận mắt chứng kiến. Chúng tôi đã cùng tham gia thể chức Domandi và cùng nhau trải qua thỏa thuận Minsk. Pháp, Đức và Ukraine, tất cả chúng ta đều là nhân chứng sống cho thực tế rằng không thể đóng băng xung đột với Nga. Ông Zelensky đề cập đến sự việc xảy ra vào năm 2015 khi Bộ tứ Normandy gồm Ukraina Ukraine, Pháp và Đức đã ký thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt chiến sự đẫm máu ở miền đông Ukraine giữa quân đội Ukraine với lực lượng ly khai. Tuy nhiên, suốt 9 năm qua, các bên vẫn vi phạm lệnh ngừng bắn. Đồng thời, lãnh đạo Ukraine cho rằng Ga sẽ tận dụng thời gian ngừng bắn này để củng cố lại lực lượng và tiến hành một cuộc tấn công mới. Trước đó, Tổng thống Pháp Macron ngày 15 tháng 4 cho biết, ông sẽ đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ để kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu trong thời gian diễn ra sự kiện Olympic ở Pháp. Hồi tháng 3, ông Macron cũng từng ngỏ ý đề nghị ga thực thi một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong dịp diễn ra Olympic. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó nói rằng ông không nhận được đề nghị nào như vậy từ nhà lãnh đạo Pháp. Điện Kremlin ngày 16 tháng 4 đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Pháp về việc ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Olympic ở Pháp. Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích, cả Tổng thống và các quan chức quân đội của chúng tôi đều chỉ ra rằng Ukraine thường lợi dụng những thời điểm như vậy để tập hợp lại và bổ sung lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, phát biểu trong chương trình The Critical Hour của Sputnik phát sóng hôm 22 tháng 4, chuyên gia an ninh và quan hệ quốc tế Baxter Boda dự đoán rằng trong vòng vài năm tới, quân đội Mỹ và các nước thành viên NATO sẽ xuất hiện ở Ukraine để tham gia vào cuộc đối đầu với quân đội Nga. Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết, Mỹ đang xem xét cử thêm cố vấn tới Ukraine với vai trò phi chiến đấu. Các nguồn tin dấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng quân đội nước này sẽ được điều động để hỗ trợ hậu cần, bảo trì và giám sát viện trợ cho Ukraine. Theo chuyên gia Steph Boda, Mỹ trước đây với vai trò là người đào tạo và cố vấn, tin báo và hỗ trợ lực lượng đặc biệt ở Ukraine. Và bây giờ, quân nhân Mỹ sẽ đảm nhận nhiệm vụ hậu cần và bảo trì. Điều này cho thấy hướng đi tiếp theo một cách rõ ràng hơn. Quân đội Mỹ và binh sĩ từ một số quốc gia thành viên NATO rất có thể sẽ có mặt tại Ukraine, hỗ trợ lực lượng Kiev. Chiến đấu với quân đội Moscow trong vòng một năm tới, chuyên gia Steboda cũng cho rằng gói viện trợ vừa được Hạ viện Mỹ thông qua cho Ukraine sẽ không tác động lớn đến chiến trường. Gói viện trợ của Mỹ có thể sẽ làm lực lượng Nga chậm lại một chút. Nhưng trong 6 tháng hoặc có lẽ là tối đa một năm nữa, Washington sẽ lại phải nỗ lực để hỗ trợ Kiev có thể cầm cự lâu hơn trong cuộc đối đầu với Moscow. Ông Steboda cho biết, các báo cáo về sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ ở Ukraine được đưa ra khi Lầu Năm Góc cho biết họ đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kiev. Việc chuyên gia cho rằng, điều đó gần như chắc chắn là quân đội Mỹ sẽ tới Ukraine có thể không quá xa tiền tuyến. Trở lại với những diễn biến trên tiền tuyến, thưa quý vị, quân đội Nga vào ngày 22 tháng 4 đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào một tháp truyền hình ở thành phố Kharkiv, phía đông bắc Ukraine. Bộ quan chức Nga nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng tháp truyền hình này là nơi Ukraine bố trí các thiết bị quân sự, bao gồm anten liên lạc của các hệ thống phòng không, Mục tiêu bị phá hủy là tòa tháp cao nhất ở thành phố Kharkiv với chiều cao 240 m Video do người dân Kharkiv quay lại cho thấy khoảnh khắc tháp truyền hình trúng tên lửa có độ chính xác cao dẫn đến sập một phần ba cấu trúc. Nhà chức trách Ukraine nói vụ tấn công của Nga được thực hiện bằng tên lửa KS-59. Đây là mẫu tên lửa hành trình sử dụng động cơ hai giai đoạn của Nga. Tên lửa nặng gần một tấn, mang đầu đạn nặng 320 kg và có tầm bắn khoảng 200 km. Theo RT, Tháp truyền hình trên được đặt ở một rừng hẻo lánh ở phía bắc thành phố Kharkiv. Một phần tháp đổ sập dường như vẫn còn nguyên vẹn, sang phẳng các cây cối xung quanh. Không có người bị thương trong cuộc tập kích trên, nhà chức trách Ukraine cho biết thêm. Hiện tại, dịch vụ truyền hình ở Kharkiv đã bị gián đoạn và người dân thành phố chỉ có thể theo dõi tin tức thông qua sóng radio FM. Trong tuyên bố vào ngày 22 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, do một lần nữa tấn công Kharkiv và lần này là tháp truyền hình ở thành phố. Đây rõ ràng là hành động đe dọa, ngăn cản người dân thành phố tiếp cận tin tức, hoạt động sửa chữa đang được tiến hành, ông Zelensky nói thêm. Kharkiv và các thành phố khác ở Ukraine đang rất cần thêm các hệ thống phòng không, cần tên lửa Patriot, ông Zelensky nói chúng tôi cũng cần thêm năng lực tấn công tầm xa để gây thiệt hại lớn nhất cho các mục tiêu của nga ông zelensky nói theo rt nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp ukraine trong tháng này nhằm đáp trả việc kiev tấn công các nhà máy lọc dầu của nga các mục tiêu mà quân đội nga nhắm tới gồm nhà máy điện và các cơ sở liên lạc ở ukraine Trang phân tích quân sự The Warzone mới đây tiết lộ, giữa lúc lực lượng Nga và Ukraine gặp khó khăn trong việc di chuyển trên các mặt trận do sự giám sát chặt chẽ của máy bay, bay không kỳ lái, Moscow đã sử dụng một chiến thuật lâu đời để che khuất bước tiến của lực lượng an ninh phía Tây tỉnh Lugansk. Hãy cùng tìm hiểu chiến thuật đó là gì một trang Telegram chuyên cập nhật về tình hình chiến sự nga ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Moscow sử dụng màn khói để che đi đà tiến của họ tới thị trấn Belogorovka. Đoạn video cho thấy trong một đoàn xe của Nga phun ra những chất giống như vệt khói trắng, tạo ra một lớp sương mù che phủ những gì đang diễn ra trên mặt đất. Không rõ chất gì đã được phun ra. Kết quả là các đơn vị Nga đã chiếm được một số cứ điểm của Ukraine trên được tiếp cận khu vực đông dân cư. Trang Telegram viết, Hiện thông tin này chưa được xác minh. The Warzone cho rằng, chiếc xe mà Nga sử dụng được gắn phương tiện tạo khói TDA-3 bằng khói trắng có khả năng làm bù bất kỳ camera quan điện nào và có thể qua mặt một số thiết bị quan học hồng ngoại. Theo Washington Post, quân dân Nga và Ukraine giờ đây rất khó di chuyển trên tiền tuyến mà không bị phát hiện và tấn công. Cả hai bên triển khai UAV dày đặc để theo dõi từng bước đi của phía còn lại và sẵn sàng tấn công khi phát hiện mục tiêu. Vì vậy, chiến thuật gieo màng khói làm mù UAV được xem là cách đối phó hiệu quả, giúp lực lượng Nga tiến sâu hơn vào vị trí của Ukraine. Thưa quý vị, trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ nhanh chóng chuyển viện trợ. Gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đang được Thượng viện Mỹ xem xét trong ngày 23 tháng 4. Hạ viện Mỹ cuối tuần trước đã thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thượng viện Mỹ bỏ phiếu cho gói viện trợ vào thứ Ba, kỳ 23 tháng 4, sau khi được thông qua sẽ trình lên Tổng thống Biden ký thành luật. Trong một cuộc điện đàm với lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 4, Tổng thống Joe Biden hứa hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự bị trì hoãn lâu nay sẽ được gửi đến Kiev một cách nhanh chóng. Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ vi gói viện trợ. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về đợt tấn công mới nhất của Nga bao gồm cuộc tập kích vào một tòa tháp truyền hình tại thành phố Kharkiv vào ngày 22 tháng 4. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Biden trong cuộc điện đàm đã nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga. Tổng thống Zelensky bày tỏ sự cảm kích với sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Mỹ, đồng thời đề cập đến lời của ông Biden rằng, lực lượng khí tài bổ sung sẽ tăng cường thêm sức mạnh phòng không cũng như khả năng pháo binh và tấn công tầm xa của Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định gói viện trợ bổ sung của Mỹ sẽ không làm thay đổi cục diện chiến sự. Cũng liên quan đến hoạt động hỗ trợ cho Ukraine, Sky News đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sundar sẽ công bố gói viện trợ 500 triệu bảng Anh, tương đương hơn 675 triệu đô la Mỹ cho chính quyền Kiev. Gói viện trợ này gồm khoảng 400 phương tiện chiến đấu, 60 tàu và 1.600 tên lửa tấn công và phòng không, cùng với 4 triệu viên đạn. Ông Sunak nhấn mạnh, bảo vệ Ukraine trước những tham vọng của Nga đóng vai trò quan trọng đối với an ninh của Anh và toàn bộ châu Âu. Nếu Tổng thống Vladimir Putin chiến thắng, ông ấy sẽ không chỉ dừng lại ở biên giới Ba Lan các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu dũng cảm, nhưng họ cần sự viện trợ của chúng ta ngay bây giờ, Thủ tướng nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sharp nhắc lại, Anh là quốc gia đầu tiên cấp tên lửa chống tăng NLAW, xe tăng hiện đại và tên lửa tầm xa cho Ukraine. Liên quan đến lối thoát cho chiến trường Đông Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết vào cuối năm 2025 nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Nghị viện châu Âu và cuộc bầu cử ở Mỹ. Được biết, cuộc bầu cử tại châu Âu sẽ được tổ chức vào tháng 6, trong khi bầu cử Mỹ được tổ chức vào tháng 11, căng chặn những người ủng hộ các hành động thù địch tiếp theo ở Ukraine. Hãng thông tấn TAS vào ngày 23 tháng 4 trích lời Tổng thống Hungary Viktor Orbán cho rằng nếu những người ủng hộ hòa bình vào vị trí lãnh đạo ở nghị viện châu Âu, các quyết định quân sự ở châu Âu có thể bị chậm lại, dừng hoặc thậm chí bị hủy bỏ. Với nước Mỹ, quốc gia này đang là một ứng cử viên ủng hộ chiến tranh và một ứng cử viên ủng hộ hòa bình. Nếu ứng cử viên ôn hòa giành chiến thắng, thì chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ từ Mỹ, ông Orbán nói. Ám chỉ tổng thống Joe Biden là ứng viên hiếu chiến và ông Trump là ứng cử viên kiến tạo hòa bình. Thủ tướng Obama kết luận: Vì vậy sau cuộc bầu cử năm nay, nếu mọi việc suôn sẻ, thì các nhà lãnh đạo ủng hộ hòa bình sẽ bước ra ánh sáng. Khi đó chúng ta mới có thể hy vọng kết thúc chiến sự vào cuối năm. Tiếp tục cập nhật các tin tức quốc tế đổi bật khác. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 23 tháng 4 cho biết, Triều Tiên đã thực hiện các cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để tiến hành kiểm tra hệ thống quản lý kích hoạt hạt nhân của mình. Cuộc tập trận được chỉ đạo bởi nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn một số tên lửa đạn đạo tầm gắn vào hôm 22 tháng 4 ra ngoài khơi bờ biển phía đông. KCNA đưa tin, là một phần trong việc thử nghiệm hệ thống quản lý hạt nhân trên toàn quốc, được gọi là kích hoạt hạt nhân. Lực lượng phó binh của Triều Tiên đã tham gia cuộc tập trận đầu tiên của đất nước vào hôm 22 tháng 4 để thể hiện khả năng hạt nhân đa dạng và phản đối các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Theo KCNA, ông Kim đã giám sát các cuộc tập trận, mô phỏng việc điều động quân đội vào thế phản công hạt nhân, bắn pháo bằng đầu đạn hạt nhân giả, trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng hạt nhân. Ông Kim đã đánh giá cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của loạt vũ khí tấn công hạt nhân này, bày tỏ sự hài lòng với các cuộc tập trận. Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị phóng một vệ tinh gián điệp khác sau khi thành công đưa một vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái. Tuần trước, Triều Tiên cho thấy họ đã bắn một tên lửa hành trình chiến lược để thử một đầu đạn lớn vào một tên lửa phòng không mới. Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin từ tờ Express của Anh, Trung Quốc đang rất nổi giận với việc bị phô diện cơ bắp pháo hạm trong các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Philippines. Bắc Kinh đanh thép cảnh báo Washington và các đồng minh sẽ chỉ gây ra chia sẻ và hỗn loạn. Ông Trương Hữu Hiệp, người đứng đầu quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Mỹ và Philippines khi họ bắt đầu cuộc tập trận Balikatan trong 3 tuần. Cuộc tập trận năm nay kéo dài đến ngày 10 tháng 5 là cuộc tập trận đầu tiên được tổ chức bên ngoài lãnh hải của Manila và là thời điểm căng thẳng với Trung Quốc đặc biệt cao về quyền kiểm soát Biển Đông. Ông Trương nói, vùng biển không phải là nơi thích hợp để thể hiện sức mạnh. Thực tế đã chỉ ra rằng những người cố tình khiêu khích, gây căng thẳng hoặc ủng hộ bên này chống lại bên kia vì lợi ích ích kỷ cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương chính mình. Vì tiến hành ngăn chặn, bao vây và phong tỏa các hòn đảo trên biển sẽ chỉ đẩy thế giới vào vòng xoáy chia rẽ và hỗn loạn. Tướng Trương cho biết Bắc Kinh cam kết giải quyết các tranh chấp hàng hải bằng con đường ngoại giao, chứ sẽ không để mình bị lạm dụng. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, trong phiên tòa vào ngày 22 tháng 4, các công tố viên New York cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump vi phạm và gian lận trong cuộc bầu cử vào năm 2016 khi trả tiền bịt biện cựu sau khi Stormy Daniels nhằm ém thông tin gây bất lợi cho bản thân trước cuộc thềm chạy đua vào Nhà Trắng. Trong phiên tòa hôm 22 tháng 4, các công tố viên cáo buộc ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ cho ngôi sao Kim dâm Stormy Daniels vào năm 2016. Theo lời khai của bà Daniels, bà đã nhận số tiền để giữ im lặng về mối quan hệ ngoài luồng với ông Trump vào năm 2006. Các công tố viên cho rằng khoản tiền bịt miệng là một nỗ lực nhằm đánh lừa cử tri vào thời điểm ông Trump đang phải đối mặt với những cáo buộc khác về hành vi quấy rối tình dục. Công tố viên Matthew Colangelo tuyên bố đây là một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ, phối hợp và kéo dài làm tác động đến kết quả bầu cử năm 2016 để giúp ông Donald Trump đắc cử thông qua các khoản chi bất hợp pháp để bịt miệng những người có điều gì không hay về hành vi của ông ấy. Nó rõ ràng là hành vi gian lận bầu cử. Ngược lại, luật sư của ông Trump tuyên bố rằng thân chủ của mình không phạm tội. Luật sư Todd Blanch của ông Trump nói, không có gì sai khi cố gắng gây ảnh hưởng đến một cuộc bầu cử. Phía Dân Chủ đang làm như thể điều này là một cái gì đó nham hiểm hay là một tội ác. Trong phiên tòa này, bộ thẩm đoàn cũng lắng nghe lời khai từ nhân chứng đầu tiên của bên công tố là ông David Becker, cựu giám đốc điều hành công ty truyền thông American Media, Ông Becker bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch nhằm che giấu những câu chuyện không hay về tỷ phú Trump, góp phần giúp ông đắc cử năm 2016. Ngoài vụ việc này, ông Trump còn đối mặt với ba vụ truy tố hình sự khác. Tuy nhiên, đây có thể là vụ duy nhất được xét xử trước cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11. Theo nhiều chuyên gia pháp lý, vụ kiện này có hậu quả tiềm tàng nhỏ nhất trong số các vụ ông Trump bị truy tố. Mặc dù vậy, việc lãnh một bản án sẽ tác động không nhỏ đến khả năng ứng cử của ông. Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc hình sự chống lại mình và nói rằng đây là một cuộc săn phù thủy của phe dân chủ nhằm vào ông. Ở một điểm khác, Giám đốc Quỹ Di đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, bà Catherine Russell cảnh báo rằng thủ đô của Haiti gần như đã bị cô lập hoàn toàn bởi các cuộc phong tỏa trên không, trên biển và trên bộ khi bạo lực bằng đảng gia tăng, ngăn chặn viện trợ dành cho 58.000 trẻ em, những trẻ đang bị suy dinh dưỡng và bị đe dọa tính mạng. Bà Russell cho biết Hai phần 3 trẻ em Haiti cần viện trợ. Phụ nữ và trẻ em gái đang bị nhắm mục tiêu khi mức độ cực đoan của bạo lực giới tính và tình dục ngày càng gia tăng. 30-50% đến các nhóm vũ trang có trẻ em trong hàng ngũ của mình. Bà Rosas nói rằng, tình hình Haiti đang rất thảm khốc và trở nên tồi tệ hơn từng ngày. Haiti đang chuẩn bị cho việc thành lập một hội đồng chính thành viên để tiếp quản từ Thủ tướng Ariel Henry, người đã cam kết từ chức vào ngày 11 tháng 3. Dù trong số các băng đảng Haiti đã tập hợp lại với nhau dưới một liên minh được gọi là Vis Ansam, sống cùng nhau, đã nói rằng cuộc bao vây thủ đô của Haiti là một trận chiến để lật đổ ông Henry. Các băng đảng Vis Ansam đã chiến đấu với cảnh sát xung quanh cung điện quốc gia vào hôm 22 tháng 4, truyền thông địa phương đưa tin. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Haiti, Maria Isabel Salvador, nói với Hội đồng Bảo an rằng, kể từ ngày 8 tháng 3, Gần 100.000 người Haiti đã rời Port au prince đến các khu vực khác, thoát khỏi bạo lực băng đảng để tìm kiếm an toàn. Bà nói thêm, tình trạng mất an ninh lương thực vẫn còn đang lan tràn trên khắp đất nước, với một nửa dân số chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà cho biết lời kêu gọi 674 triệu đô la Mỹ cho năm 2024 của Liên Hợp Quốc chỉ được tài trợ 8%. Reuters đưa tin, vào sáng ngày 23 tháng 4, hai trực thăng quân sự va chạm vào nhau khi huấn luyện duyệt binh mừng kỷ niệm thành lập Hải quân Malaysia, khiến 10 người thiệt mạng. Sự cố xảy ra trong chuyến bay huấn luyện, toàn bộ 10 người trên hai trực thăng đều được xác nhận đã thiệt mạng. Ông Suhaimi Mohamad Suhail, chỉ huy lực lượng cứu hỏa cứu nạn Malaysia cho biết, Hai trực thăng hải quân Malaysia gặp nạn vào sáng ngày 23 tháng 4 khi đang tham gia tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập lực lượng này tại căn cứ Lubuk ở Perak. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện tại căn cứ để nhận dạng. Video hiện trường cho thấy đội hình gồm ít nhất 7 trực thăng bay với tốc độ cao qua lễ đài. Các trực thăng sau đó quạt theo nhiều hướng, nhưng hai chiếc dường dư gặp khó khăn trong việc di chuyển và dẫn đến va chạm trên không. Bộ máy bay, bay lao xuống sân vận động, một chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ. Hải quân Malaysia cho biết hai phi cơ gặp nạn gồm trực thăng hạng trung Augusta Westland AW-139 và hạng nhẹ dạ Eurocopter Fennec thêm rằng giới chức đã lập ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn. Một thông tin đáng lưu ý khác. Thưa quý vị, các vụ lỡ đất ở miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất sống bị bị thương và nhiều người khác bị bắt kẹt. Truyền thông già nước CCTV đưa tin hôm qua, hiện tại có gần 127 triệu người Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng xảy ra mỗi thế kỷ một lần những trận mưa dư trút nước trên khắp tỉnh quảng đông kể từ hôm thứ năm tuần trước đã làm nước sông dâng cao ở đồng bằng sông châu giang và gây ra lũ lụt ở các khu vực miền núi cttv cho biết mưa đã gây ra lở đất ảnh hưởng đến 6 ngôi làng ở thị trấn chanwan phía bắc quảng đông nhiều người dân bị mắc kẹt các bức ảnh do cctv công bố cho thấy những ngôi nhà ven sông bị phá hủy nhiều người mặc áo cứu hộ trú ẩn trong một sân thể thao công cộng gặp nước Đồng bằng sông Châu Giang là trung tâm sản xuất của Trung Quốc và là một trong những khu vực đông dân nhất nước, riêng Quảng Đông có khoảng 127 triệu người. Các nhà chức trách đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp độ 2 ở đồng bằng sông Châu Giang. Văn phòng thời tiết quốc gia cũng áp đặt cảnh báo thời tiết trên khắp miền Trung Quảng Đông và cảnh báo về các cơn bão lớn ở các khu vực ven biển cho đến tối chủ nhật và thứ hai. Theo CCTV, lũ lụt cao tới 6 mét so với giới hạn cảnh báo sẽ tấn công các khu vực bắt đầu từ sáng sớm thứ hai. Các khu vực lân cận như Giang Tây và Phúc Kiến cũng được dự báo sẽ có mưa bão dữ dội. Trung Quốc không lạ gì với thời tiết khắc nghiệt, nhưng những năm gần đây, nước này đã chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng, hạn hán và nắng nóng kỷ lục. Biến đổi khí hậu do khí nhà kính mà con người thải ra khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Và Trung Quốc là nước phát thải lớn nhất thế giới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình toàn cảnh điểm đóng thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.